Phốt nè, phốt hẹn hò đó. Phốt của cô Han Yu ra rầm rộ khắp căn mặt báo luôn. Bên đài như thế nào? Tôi thì phải kiểm điểm. Kết hôn đi cô Yu ra. Đây là hai thực tập sinh mới, đây là tiền bối. Chào Yu ra, lâu rồi không gặp. Chuyện 5 năm trước, cô tưởng chỉ cần xóa khỏi đầu là xong rồi đó hả? Tất cả những người này đều nhận chỉ thị của hung thủ thông qua điện thoại. Nếu nhân chứng mới không xuất hiện thì bây giờ chắc là đã được quay trở về nhà rồi. Đúng rồi, nhắc tới nhân chứng 2 tôi cũng thấy nhớ màng máng đó.